Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh không lấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe không chỉ là một bài học về luân lý, mà còn cho chúng ta thấy được cách khuyên dạy của Chúa Giêsu cho chúng ta không nên xét đoán người khác, nhưng chúng ta hãy đặt mình trong tương quan của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán chúng ta, bởi Ngài là đấng thấu suốt lòng con người, đấng tạo dựng nên con người. Và nếu chúng ta nhìn nhận quyền xét xử của Thiên Chúa, thì con người của chúng ta mới nhận ra sự yếu đuối của chính bản thân mình. Hãy lấy cái đà trong con mắt mình cái đã, rồi mới lấy cái rác trong mắt người anh em. Nhưng thông thường, và chính chúng ta cũng thấy trong cuộc sống hàng ngày rất là rõ ràng, chúng ta không có đi theo cái hướng đó, nhưng chúng ta đi ngược lại. Chúng ta chỉ trích, chúng ta soi mói, chúng ta lên án, chúng ta phê bình những người đối diện với mình, với anh chị em mình sống bên cạnh mình, mặc dầu rằng không hiểu hay là cố ý chúng ta bỏ qua những lỗi lầm của chính bản thân mình, lấp liếm nó và chỉ thấy cái lỗi của người anh chị em mình phạm, mặc dù nó nhỏ chứ không có lớn lao gì, rồi mình phô trương, rồi mình khuếch đại một cách vô cớ. Chúng ta, nếu chúng ta đặt mình trước tôn nhan Thiên Chúa, thì chúng ta thấy Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót. Thiên Chúa tha thứ lỗi lầm của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta được dựng nên từ bụi đất, đầy những tội lỗi, đầy những khốn nạn của cuộc đời. Đặt trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta thấy mình lỗi phạm với Chúa nhiều lắm, nhưng rồi Chúa đã tha thứ. Tha thứ đến nỗi phải chết trên thập giá để trả giá cho những tội lỗi của chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta cắt đứt tương quan với Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ trở nên người chống đối anh em mình, chống đối người bên cạnh mình, chúng ta phán xét. Nhưng nếu ngược lại, chúng ta đặt mình trong tương quan, trong cái nhìn của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ biết bao dung, biết tha thứ cho anh chị em mình. Lời rao giảng của Chúa Giêsu: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Điều này có nghĩa là chúng ta biết sám hối trước tiên để nhận ra thân phận bất toàn của mình, thì mới có thể sống cảm thông, kiên nhẫn, bao dung và tha thứ với anh chị em. Sống như thế, con người mới đạt được cùng đích của đời mình là trở nên giống Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng hoàn thiện, và Ngài cũng mong muốn rằng chúng ta phải bắt chước Ngài từng ngày một trở nên hoàn thiện, giống như Ngài. Chúng ta thường hay nói rằng
Cười người hôm trước, hôm sau người cười. 30 chưa gọi mình lành. Đúng như thế, bản thân chúng ta từ người chúng ta luôn bất toàn. Chúng ta không thể đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa, hay là tự cho mình cao quý, trong sạch, rồi mình phán xét, mình soi mói cuộc đời anh chị em mình. Điều đó, kính thưa quý ông bà và anh chị em, nó trở nên vô tình hay là cố ý. Những cái lời phán xét của chúng ta trở nên đau khổ, trở nên như một con dao găm nơi cõi lòng của anh chị em mình. Thật sự ra khi đối diện với những cái điều đó, bản thân chúng con cũng thấy rằng nhiều khi lời nói của mình nó làm cho người ta bị tổn thương nhiều lắm. Người ta không còn có sức sống vực dậy, hay là người ta cảm thấy trở nên bị xa lánh, bị kỳ thị. Cuộc đời mỗi người có cái đau khổ riêng, có những cái nỗi vất vả riêng, một cái lỗi lầm riêng. Chúng ta đâu biết được cái lỗi lầm đó là vì sao. Chúng ta đâu có biết tại sao cái sự xuất hiện cái lỗi lầm đó nơi cái người anh em mình. Chúng ta rất là mạnh dạn, dạn miệng xét đoán một cách rất là thẳng thắn. Qua lời tin mừng ngày hôm nay, ước mong Chúa gìn giữ môi miệng chúng ta, để chúng ta biết mình ở đâu, là ai, là người như thế nào, và cho chúng ta biết đặt mình trong tương quan, trong cái nhìn của Thiên Chúa, cho chúng ta có đôi mắt của Thiên Chúa, để chúng ta nhìn anh chị em mình với con mắt thật bao dung và thương xót. Bởi vì Chúa nói nếu chúng ta thương xót anh chị em mình thì mình được chính Thiên Chúa xót thương. Ngạn ngữ Latin có câu: không có vị thánh nào không có quá khứ, không có một tội nhân nào mà không có tương lai. Xin Chúa cho chúng ta biết khiêm nhường, nhìn nhận bản thân mình đầy những yếu đuối bất toàn, để cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Hơn hết biết yêu thương tha nhân, yêu thương anh chị em mình, đồng thời hết lòng cậy trông gắn bó đời mình với Thiên Chúa, để chúng ta mang tâm tình, mang cái nhìn của Thiên Chúa là yêu thương và tha thứ. Amen. Ở bên nước Pháp có một thi sĩ tên là La Fontaine. Ông ta hay kể những chuyện dụ ngôn. Và đây là một câu chuyện ông ta kể: thần Jupiter khi dựng lên con người thì Ngài đeo cho họ hai cái túi, một cái ở đằng trước ngực và một cái ở đằng sau lưng. Cái ở đằng trước ngực là đựng những lỗi lầm của người khác, còn cái đằng sau lưng là đựng những lỗi lầm của mình. Như vậy, người ta chỉ nhìn thấy lỗi của người khác bởi vì nó ở ngay trước mặt người ta, mà người ta không nhìn thấy cái lỗi của mình ở đằng sau. Chuyện này giống như tục ngữ Việt Nam có câu: việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Hoặc là chân mình thì lắm mê lê mê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Và đây cũng là bài học mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong bài phúc âm hôm nay: sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em người. Vì vậy chúng ta không nên nhìn vào người khác để chỉ thấy cái rác ở trong đó, để bới lông tìm vết, để xét đoán chỉ trích người ta chỉ một vài cái lỗi lầm nào đấy. Nhưng hãy nhìn vào mình đi, để thấy những ích kỷ kiêu căng tự mãn, những phô trương giả hình ở trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta thanh lọc, làm cho đời chúng ta sạch hơn, sáng hơn. Trong nền văn minh Hy Lạp vẫn kể về một đền thờ nổi tiếng, có một dòng chữ ở trước cửa là: hãy biết mình. Như thế biết mình là cần thiết để chúng ta đến trước nhan Thiên Chúa,
biết mình là cần thiết để chúng ta sống, chúng ta xử sự với anh chị em của mình. Chúng ta đã thấy cha nhạc sĩ Ân Đức viết những lời ca tha thiết: xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là tạo hóa, là đấng sinh thành ra con. Lời cầu đấy còn tha thiết nữa: biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mỏng giòn muôn vàn yếu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyến không nguôi. Anh chị em thân mến, khi chúng ta nhận biết Chúa, khi chúng ta nhận biết mình, chúng ta sẽ xử sự như Thánh Phaolô đã nói với môn đệ của mình về sự thay đổi của mình. Trước kia cha thế này vì cha vô tình lúc cha chưa tin, nhưng nhờ ân sủng của Chúa cha đã thay đổi. Cần phải thay đổi. Mỗi một người chúng ta cần phải nhận ra thân phận tội lỗi của mình để chúng ta có một đời sống thay đổi. Và chúng ta cũng biết yêu thương anh chị em, lấy cái rác ra khỏi mắt nhau, giúp nhau thấy rõ những sự thật về cuộc đời để chúng ta biết sống tốt với mọi người. Amen.